Theo Reuters, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này và giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS đã đưa ra thông báo trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhận định khả năng cao đây là một loại vũ khí tầm xa, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tên lửa ước tính đã bay trong khoảng 1 giờ sau khi được khai hỏa. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong tuần này. Vụ phóng mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do FS, vốn bị Triều Tiên lên án là hành động thù địch nhắm vào bình nhưỡng triều tiên chưa bình luận về thông tin nói trên